Thưa quý vị và các bạn, một loại cây đã trở thành một hình ảnh vô cùng thân thuộc giữa đồng quê Việt Nam. Hình ảnh loại cây đó đã được mô tả vô cùng thân thương qua những bài thơ, bài hát, bức tranh. Và một điều đặc biệt, cây này còn là vị thuốc đông y quý giá. Hãy cùng tìm hiểu trong nội dung vị thuốc anh ta kỳ này nhé! Gần gũi gắn bó với làng quê và người nông dân. Hình ảnh những lũy tre dúc cao và sức sống của cây tre đã trở thành biểu tượng của làng quê Việt Nam từ hàng ngàn năm qua. Đối với người Việt Nam, cây tre là một phần không thể tách rời khỏi đời sống thường ngày. Không chỉ vì tre rất dễ trồng, dễ thích ứng với nhiều điều kiện khí hậu và đất đai, mà loại cây này có nhiều công dụng được sử dụng làm thuốc trong dân gian và đông y từ lâu đời. Các bộ phận của tre còn cho nhiều vị thuốc quý, có thể chữa được nhiều chứng bệnh khác nhau mà không phải ai cũng biết đến. Cây tre còn có tên gọi khác là cây trúc nhị thanh, cây trúc nhự, trúc lịch. Cây tre có vị ngọt, tính hơi lạnh, giàu ba kinh phế dị và can, gan. Rễ tre gọi là trúc căn, lá tre gọi là trúc diệp, búp tre là chồi non của tre hay đọt tre. Tinh tre là cạo lấy phần vỏ xanh ở ngoài của cây tre. Trúc nhự là phần thân cây tre tươi sau khi cạo bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài. Trúc lịch là nước ép từ cây tre non. Trúc hoàng, màng màu trắng hoặc vàng bên trong cây nứa cây tre. Công dụng của cây tre. Theo y học cổ truyền, tác dụng thanh nhiệt giải độc, tác dụng an thai, điều trị động thai, điều trị chảy máu cam, điều trị băng huyết. Lá tre non công dụng điều trị ho, kinh phong, bệnh động kinh ở trẻ nhỏ. Đối tượng sử dụng: phụ nữ bị động thai, người mắc chảy máu cam, phụ nữ băng huyết, trẻ nhỏ mắc kinh giật, động kinh, người bị cấm khẩu, điên cuồng, người đau lưng, viêm khớp. Tre được sử dụng làm thuốc từ rất lâu đời. Các bộ phận dùng làm thuốc của tre cho nhiều vị thuốc quý, chữa được nhiều chứng bệnh khác nhau. Trong đó có bài thuốc chữa đau nhức gân cốt, đau lưng, viêm khớp, thoái hóa khớp, gồm có rễ tre khô 50g, mắc cỡ khô 50g, lá lốt khô 50g. Tất cả nấu chung với 1 lít nước, sắc còn nửa lít, chia 3 lần uống trong ngày, dùng trong 7 ngày. Bài thuốc trị trong kinh trong quyết từ lá tre, dùng lá tre tươi 50g, lá tre sao đen 50g. Nấu chung với 1 lít nước, sắc còn nửa lít, chia uống 3 lần trong ngày và uống liên tiếp trong 7 ngày. Bài thuốc cầm tiêu chảy, trẻ em tiêu chảy liên tục, khát nước. Dùng từ búp tre, búp tre là phần là chồi non của tre hay đọt tre, nhưng không phải là măng tre. Búp tre tươi 50g, dùi trong lửa than cho chín, gạo rang vàng 50g, củ cải đỏ, để nguyên vỏ rửa sạch 50g, 1 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê đường, đổ khoảng 1 lít rưỡi nước. Nấu còn 1 lít cho trẻ uống dần trong ngày. Bài thuốc chữa loãng xương từ trúc lịch. Thì trúc lịch tức là nước ép của cây tre non. Có hai cách lấy trúc lịch. Cách thứ nhất là mình dùng cây tre non nước trực tiếp trên lửa than cho đến chín, rồi để nguội vắt lấy nước. Cách thứ hai là chọn cây tre non có đọt. Buổi tối kéo đọt tre xuống, dùng dao vát đọt tre và dùng bao ni lông buộc kín ngọn tre lại, rồi buộc vào cọc. Sáng hôm sau lấy từ trong bịch ni lông ra một ít nước, đó là trúc lịch. Thời gian dùng là uống 3 đến 4 lần trong một tuần, dùng liên tiếp trong một tháng. Trúc lịch có tác dụng chống loãng xương.
Bài thuốc kế tiếp là bài thuốc chữa cảm sốt, trúng nắng giả mồ hôi từ trúc nhự. Trúc nhự là phần thân của cây tre tươi sau khi cạo bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, gồm có trúc nhự 50g, hương nhu hay là còn gọi là é tía 50g, bạch biển đậu hay còn gọi là đậu gián trắng 50g, sao vàng, nấu chung với 1,5 lít nước, còn sắt còn khoảng 1 lít, uống trong ngày, thời gian uống là 1 tuần. Bài thuốc chữa cơn bốc quả ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh gồm có trúc nhự 50g, cỏ mực khô 50g, nấu chung với 1 lít nước, sắc còn nửa lít, uống trong ngày và cũng uống trong 7 ngày. Bài thuốc chữa ho có đờm, tức ngực, khó thở từ trúc nhự thì gồm có dùng trúc nhự 50g, gừng lùi 20g, bông khế tươi 50g. Nếu không có bông khế tươi, ta có thể thay bông đu đủ đực hoặc là bông đu đủ cái 50g, sắc với 1 lít nước còn nửa lít, chia uống trong ngày. Ngoài ra, khi bị cảm sốt, chúng ta có thể dùng lá tre kết hợp với lá xả, lá bưởi, hương nhu, bạc hà, kinh diệp, mỗi thứ 1 nắm, nấu thành nồi xong để xông hơi rất hiệu quả. Thưa bà con, các bộ phận làm thuốc của tre rất dễ kiếm, dễ tìm, có thể sử dụng tại nhà để chữa một số bệnh thông thường. Tuy nhiên, đối với lá tre thì không nên dùng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú. Lưu ý, vị trúc nhự thường tắm nước gừng sao lên rồi mới dùng. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng với những thông tin hữu ích về cây tre cùng với những bài thuốc điều trị một số bệnh thường gặp từ loại cây này thật sự hữu ích cho gia đình mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé!
Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WHA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WHA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WHA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.